3 phân khúc bất động sản tiềm năng tăng giá sau khi dịch bệnh được kiểm soát, quý anh chị có thể tham khảo để đầu tư. Thứ nhất, bất động sản có nhu cầu thật khi tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang tăng rất mạnh. Những bất động sản ở vùng ven thành phố được tìm kiếm rất nhiều vì nhu cầu nhà ở của các cặp gia đình trẻ an cư rất là lớn và giá đất đầu tư đối rẻ. Thứ hai, thị trường bất động sản vẫn ghi nhận điểm sáng đến từ phân khúc nhà vườn, trang trại, nghỉ dưỡng ven đô, xuất phát từ làn sóng bỏ phố ở quê khi dịch bệnh xuất hiện. Xu hướng sống xanh, sống khỏe, sống gần gũi với thiên nhiên với nhu cầu sở hữu một nông trại sạch, một vườn rau sạch đang được quan tâm rất nhiều đối với những khu đất có lợi thế về dân cư, đường xá, đường quy hoạch đồng bộ. Thứ ba, đó là bất động sản ven khu nông nghiệp. Báo cáo ngành cập nhật ở đây của công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BSC cho thấy, tính đến tháng 1 năm 2020, Việt Nam có 369 khu nghiệp mới thành lập, tổng diện tích hơn 117.000 ha. Vốn FDI thực hiện và đăng ký mới mặc dù ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên đã có xu hướng tăng và cải thiện so với những tháng đầu năm 2020 nhờ dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Nhưng theo dự báo các chuyên gia, một khi nhu cầu bất động sản khu công nghiệp phát triển, nó sẽ kéo theo hàng loạt các yếu tố như là dịch vụ, hạ tầng, logistics và phát triển nhu cầu nhà ở của người dân. Thêm vào đó, việc phát triển các khu công nghiệp sẽ tạo làn sóng chuyển dịch đổ bộ vào các khu vực lân cận thành phố, khiến các nhu cầu nhà ở của người dân và các chuyên gia tăng cao. Và đây là 3 phân khúc bất động sản tiềm năng nhất theo phân đánh giá. Ngoài ra thì các anh chị cần quan tâm đến vấn đề pháp lý và tính thanh khoản của các sản phẩm bất động sản trước khi quyết định đầu tư nhé. Mình là Phong, chuyên viên tư vấn công ty cổ phần bất động sản Thành Công Gia Lai.